tư có anh nhà em gửi ông tư 500 ngàn tiếp ông tư tiền thuốc. Mà cái thuốc cũng dài rồi hoàn không có. Bác tư hôm nay tôi mình tưởng ngồi đớp nãy rồi cái bụi cỏ đâu ấy được quay riết đứt đuôi nuốt luôn. À. Thành ra 10 con hết của, bằng chân gái sắp lên là cục đuôi hết rồi. Sao nó lúc nó cắn nó nhai nó không biết không tư ngộ thế. Cái lời nó ngu ngốc. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình lên thăm ông Tư. Mấy cái ngày mình đi cúng dường chùa dưới đi lên chùa hai ngày ba bốn ngày không có lên ông Tư. Ông Tư cũng mới lên ông Tư ơi, khỏe không ông Tư? Bình thường đâu, hôm nay đi quay đâu à? Dạ con đi chùa dưới núi. Chùa nào? Dạ chùa Tà Bạ. Ta cũng đi quẹ rồi chứ. Dạ. Ông Tư có anh nhà anh gửi ông Tư 500 ngàn tiếp ông Tư tiền thuốc. Mà cái thuốc cũng dài rồi hoàn không có. Bác Tư hôm nay Nguyễn Năm nó đã trao số 500 ngàn cháu nhà gửi rồi bác Tư. Thành thật cảm ơn vợ chồng cháu. Dạ. Bác đã nhận tiền cho của Nguyễn Năm nó gửi rồi. Mấy ngày ông Tư cũng khỏe hả ông Tư? Cũng đỡ. Ăn uống gì lu mu yếu rồi. Hôm nay yếu quá thấy. Con thấy ông yếu khoảng chừng 2 tháng này. Tháng mấy này? 3-4 tháng rồi. Dạ. Qua rồi. Hôm nay yếu xìu. Ngày qua ngồi xe tình viên muốn rớt đất không? Mà không ra đi. Dạ. Yeah. Sau bữa nay tao bắt bà mấy anh em đi. Thì qua còn thiếu cái tờ báo tử của bà. Nhà hộp sữa người ta cho ăn cái gì không thôi? Sữa. Ông uống sữa nhiều vô ông Tư, đừng lấy sức lên ông Tư. Sữa canxi á, tốt. Năm nay, mấy ngày nay nắng kinh khủng ông Tư, hồi đó giờ có gì không ông Tư? Sao không có. Ở đây sắp tới Phật bà nói đến dừng đói. Sơn băng kiệt thị. Bởi mấy loại cồn lên nó lộn năm chèo nổi đó. Dạ. Mà mấy con kinh mà nhỏ nhỏ giờ cũng cạn hết trơn rồi. Cạn hết. Dạ. Sơn băng kiệt thị đã khắp hoàn cầu thiết thiết ta ta. Dạ. Bây giờ mấy cái vùng ở dưới người ta gần dùng nước mặn, người ta không có nước ngọt hay. Nước mặn thì nó dưng. Dạ. Nó tràn vô á. Ờ. Nước ngọt mất hết luôn. Tới rồi còn không lâu đâu. Thấy dân chúng ở Gò Công rồi kia chờ nước thấy tội nghiệp quá tôi. Đâu cũng vậy. Mót từ thùng xài không. Giờ ở Kiên Giang ở dưới cũng đóng cống hết trơn. Cái nước mặn tràn vô á. Đóng cống hết trơn. Đóng cũng không nổi nữa coi. Rịnh với nó ngầm á. Dạ. Nó cũng vì đóng ngoài thì trong ngập ra. Dạ. Đóng rồi. Vì trời Phật đã định rồi. Mình người thường đâu biết được cả. Mấy cái mương nhỏ nhỏ giờ nó kiệt chứ cạn. Năm nay dân chúng quá khổ. Gần tới thì có màn trời mỏng lắm. Thật lộ cơ quyền cho mình biết các bạn đó. Tới chuyện đó sơn băng thì kiệt thị nè. Con thấy nước ngoài đó, nó bất thường đó. Nhật Bản rồi kia trên thế giới nước lụt sóng thần. Mưa đá có chỗ ở bữa hổm còn đi quay khởi công cây cầu ở dưới Kiên Giang á, dưới cả Tàu Thượng, dưới cả Tàu Thượng nữa, giáp về giáp với Cà Mau rồi, đi dọc đường ba cái đất mà rẫy ruộng của người ta đó ông Tư.
đất nó nứt ra cả tấc hai tấc hết trơn, nứt ra sụp đất sụp đai gì đó. Rồi cái cạnh đó cũng có chỗ nó bị lỡ đường đi á, ông Tư, sụp đường đi á, sụp đường đi rồi sụp nhà nó nữa. Nào tin chữ mà thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Năm nay quá khổ, dân chúng khổ luôn quá. Khổ vì con càng ngày càng chết, con người càng ngày càng dối trá. Nghe thầy chùa lên, nếu có tiền thì gửi cho sư đi. Mình đã không biết giữ tiền, ta đi gửi cho sư. Cái đó là thầy chùa chứ không phải thầy tu. Thầy tu là không thích giác khen á. Bởi vì trong giảng có nói đó ông Tư, thầy chùa hay là thầy tu. Đức Phật này nói mấy trăm năm rồi ta. Thầy chùa như thể cây sơn. Ngoài da coi chắc trong thờ mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, làm tuồng dối thế cho hư động. Ông Tư, ông coi cái con rắn này giống con rắn nước quá. Rắn nước hồi xưa ông Tư. Mà sao nó cắn luôn cái đuôi của nó nuốt cái đuôi nó. Nè, cắn. Nó nuốt cái đuôi nó luôn. Đói quá. Như này để trên nhà hay gì không quay. Giống rắn nước quá ông Tư. Bây giờ mấy cái loài rắn nước bây giờ sao mà nó tuyệt chủng luôn, nó tiêu luôn hết ông Tư. Bắt ăn biết hết. Này nó bắt để dán quay. Như nó thấy lạ đó. Con rắn mấy gầm cũng vậy. Bụi cỏ về cái anh bò giáp vòng còn dư rút, anh tưởng mồi đớp nãy rồi cái bụi cỏ đâu ấy được, quay riết đứt đuôi nuốt luôn. Thành ra 10 con hết, bằng chân gái sắp lên là cục đuôi hết rồi. Sao nó lúc nó cắn nó nhai nó không biết không Tư, ngộ thế. Lại nó ngu ngốc. Tao gặp tao để tao coi coi nó làm cái gì, nó quay lát đứt đuôi nuốt luôn, tao nó vòng đồ ngu tao đâm luôn. Đâm luôn. Đúng lý ra là nó, thí dụ như nó cắn đau cũng biết đau, nó biết chứ sao ngộ. Không biết mày cái lời rắn trăng này làm gì nữa. Nên quý vị nó tự nuốt nó luôn nè. Giống như ra cục đuôi mình nói nó con này kia cắn đâu phải tự ảnh cắn ảnh đâu mà. Mình đau cái đuôi nhúc nhích nhích ảnh cứ nuốt hoài. Nuốt hoài. Ngộ thiệt. Loài nào đâu mà nó ngu như loài gánh mà rồi đó tao bắt một đêm 2-3 gánh rồi gánh nước không Tư? Nước sao bây giờ sao mất tiêu luôn hả ông Tư? Hết diệt chủng mà đẻ đi thì còn chăn chán. Hồi đó mùa nước diệt đi bắt con lá coi con một nón lá vậy đem về nó muối cho luộc. Tính chúng ta người ta về gánh nước là cái thịt nó ngon. Nó ngon hơn mấy cái kia. Tao vừa tao lựa cùng tay vậy tao cạo lông hầm nguyên con một quốc nồi lâu lâu ăn bữa. Cái đó mà ông mấy cái gắn kia mà ông lột lột da ra cái ông mầm ông dồn cho lại cái da chắc thôi ngon dữ lắm. Gắn dồi có gì bằng nó cực. Con mua thịt heo sườn heo non đồ bầm vô. Củ hành, bún tàu, kim chi rồi này kia bầm vô. Hồi xưa bác gắn nước mấy ổng ưa mổ cái bụng nó ra từ đầu tới đuôi cái lấy chai á ông Tư. Dằn cho nát xương hết. Dằn trắng. Dạ. Ăn cứ mắm tôm cho bỏ xương ra. Nồi thịt không ăn. Hai thằng đi câu qua Vĩnh Hưng. Đi câu nửa đường gặp cái địa bèo
câu được 4 năm mới quất lát cái nồi mà lớn, hai thằng lụt dung nồi gắn nước luôn. Ừ. Mà bác không mổ đâu. Dạ. Rút bao tử ra, cái trẻ bao tử đổ thực phẩm nó ra rồi cái nhét vô, rút đường ruột già bỏ, còn nhiều để nguyên hầm nguyên nguyên con vậy đó, khoanh vô nồi hầm, dung một nồi hai thằng ăn, bỏ ăn cơm luôn. Ăn gì đó, uống hết lít rượu luôn. Ăn cơm gì nổi. Bà nội rắn nước con nào cũng lấy nửa cùng tay rồi, nên mới mở rồi. Ăn bữa một rồi nửa tháng sau gặp rắn còn sợ. Đi qua bên Vĩnh Hưng, lúa trời nó cao vậy nè. Yeah. Mặt nước dưới này nó cao lên. Tao văng câu, tao quay đài trên đọt cỏ không à, đọt lúa trời đó. Yeah. Bủa lúng lên nó mất. Nhái bà nội ơi, sáng nó dính thầy hơn. Rắn nước con nào cũng lấy cả ký lô, nửa ký. Ồ, mấy con rắn bự giờ biết nhiều thịt đó không Tư? Ừ. Mà lúc ruột tao hầm, tao với ông anh nuôi tao nhậu tối ngày. Rượu thì khỏi mua, em gái ông đặt lò rượu đó. Dạ. Yeah. Lâu lâu chở là ông 3-4 can vậy, 30 lít vậy. Lâu lâu đem cho ông 3-4 can cũng ghiền rượu. Thôi ôi. Rồi mà sao ngộ ông Tư? Rượu có gì đâu mà ghiền mà sao mấy ông lại kỳ ha? Thiếu gì, ở đây cũng có 2-3 người ghiền rượu. Thần Đông Sáng thì không xúc miệng bằng nước như mình đâu. Xúc miệng rượu không? Rượu luôn không Tư? Ừ. Xúc khổ bột rồi nuốt luôn, đi mặn gì đó, quải da cuốc, quải dao gì, quải dao lên rừng, quải cuốc rồi ra bưng. Mấy ông đó kêu bằng là tới chỉ thông linh rồi. Ừ. Ngộ ha. Đi ra em con nữa cũng mặn đi, cà phê uống đi. Dạ được rồi. Cái con rắn hổ ngựa rồi này kia chứ với con lãi rồi thịt nó ngon đâu bằng rắn nước ta. Ờ, cái rắn nước thịt nó nhiều hơn. Dạ. Rắn nước với hổ hành á. Hổ hành mà con nướng rồi mới ngon. Hổ hành cạo da rồi đàng hoàng, rút ruột rồi rút bao tử ra nướng nguyên con. Con dạ. Cắt ra y răng lạc trứng. Dạ. Nó mà nước mắm bây giờ cho ngon, nước mắm mình không ngon, mà mắm ruốc á. Dạ. Đậu hồng, củ hành rồi cũng đâm cho nhuyễn. Ớt, xả rồi sắc cho nhuyễn, đâm cho nhuyễn nhừ á. Nướng rồi chấm. Rồi quậy mắm ruốc, sạch rồi chấm rồi ăn. Ăn không ngưng. Để nguyên con vậy nướng luôn hả bà? Để nguyên con, cầm gấp nướng. Khoanh vô dĩ, khoanh vô nướng. Tao qua tao mần nó, ông nội là ông mần đồ rừng, ông ăn gì. Con rắn gì ông nướng ăn được, rồi hổ hành nhai sao đứt. Ông ăn sao biết, chừng nhai là ăn còn ngon hơn rắn mình hành luôn. Dạ. Yeah. Ông nói sao nướng nó mềm, nướng nó chín mẹ, nó ăn luộc đó. Nó cũng chín nhưng mà nó chậm mềm, còn nướng nó mau mềm. Mà nó thơm nữa. Đó. Ăn tôm mỡ luôn hả ông Tư? Hổ hành nó mỡ từ đầu tới đít luôn, 50. Dạ. Mà sao ngộ ở phía ngoài cái da nó hôi hành ớn luôn hả ông Tư? Cái đít nó, con chặt ngăn cái lũ đít nó con bỏ rồi. Vậy sao ông Tư? Ờ, cu cặt người ta chứa cái lũ đít vậy nè, từ lũ đít ra cái đuôi đó. Dạ. Nó hôi khúc đó. Ngộ á? Ờ, con chặt ngăn cái đít ảnh rồi hết rồi. Yeah. Cũng lên trên Campuchia tác đìa bắt dòng rắn tung, hai thằng kia không muốn nổi vậy. Cái rộng bành kia bắt rắn tung 2-3 cái đìa đầy rộng đó. Tụi người về tao bắt mấy đứa lột 3-4 đứa, 3-4-5-7 thằng đi đào củ sen. Củ sen lớn lớn nè, mùa đốt đồng sen lên đó. Yeah.
lại tôi chỉ tôi biết đào đây nè, đào đây, đào đây, nó nói ông nội nè, tao nó mắt tao dòm đổ đất nè, tao biết thủ chứ, dòng không ăn nữa đâu biết. Dạ. Mấy thằng kia xen lên một cọng, ông ngựa đào lên cái ngó không, nó cho ông đào cũ không, ông chỉ đào chỗ nào cũng cũ, bắt tay, tôi đào ngó không, ờ. Tại ngày không biết, tại sao mà chỉ nó đào cũng ờ rồi ba củ sen nó làm dưa chua ngon. Wow, nội mẹ dùng cái nồi luộc bánh tét á, mày biết quấn cái nửa nồi rắn mấy chục cân mà. Dạ. Yeah. Cạo da chặt đầu chặt đít rồi tao lúc bao tử rồi tao làm vậy cũng để nguyên không mật mật không bỏ mà ăn mật luôn ăn nuốt mật luôn không tôi. Ừ, mật rắn tôi cũng tốt đúng không? Sáng mất. Rồi hầm rồi dọn ra nhậu chừng ăn nó tờ nắng tung ra. Mà mày hầm chưa tới không dai cho được, nhai cho đâu đứt. Nắng tung mà ngón tay mà nó cũng dai nữa. Dạ. Yeah. Tại cái giống dai dai. Tao hầm rồi cái bẻ nó vừa nửa con vậy cái con lặn cái xương ra, con lột con rút cái xương ra. Bẻ đầu này cái rút cái xương ra rồi còn khúc y nguyên khúc về ảnh thịt trong. Rồi mà người có chặt cái đuôi đỏ đỏ nó bỏ không Tư? Chặt ngang nó bỏ cái đuôi nó từ lũ đít cho con chặt bỏ. Dạ. Yeah. Nó hôi là giờ dùng nó đó. Dạ. Yeah. Dán chung cái đuôi nó dảnh lên dẹp lép á. Ừ, là nó phun cái nước độc nó. Dạ. Yeah. Nó cắn con lươn hay con rắn cát nó phun cái đó rắn kia lát chết. Dạ. Yeah. Nó cũng có cái bí quyết của nó. Cái nước nó ảnh hôi rình hơn. Yeah. Khó chịu chừng mà từ đó tới sau mày khỏi dặn tụi mới đánh tung một ngón tay nó cũng bắt gì rồi. Tao hầm dùng ngoài đồng đế sậy cỏ khô này làm gì đó. Yeah. Quất cái nồi bánh tét cái nồi hai thằng thiên đó. Tao quất hầm một nồi bị 40-50 đứa luôn mà tắt điện. Nghe nói bán chung mà người ta ăn chị nhức mỏi với ngâm rượu đồ, chị nhức mỏi có không Tư? Thì có, mấy bất kỳ nó bán. Thì tới rắn hổ ngựa rồi kia nó bắt quanh vô bán, nó đi dòi quanh bán, bất kỳ. Mà mấy ông lên nướng cho thui cho nó mà... Nó nướng đâu, nó mổ nó lấy ruột ra, không để nguyên nhiễm quanh, nó ngâm rắn tươi vậy. Đến tôi ăn hồi uống hồi rình hồi rình ngâm con ngâm phải nửa năm. Yeah. Tôi bán một keo vậy 50 triệu đấy phải rẻ đâu. Biết uống có tác dụng gì không? Tác dụng mẹ gì uống riết rồi cùng luôn bởi vậy. Sáng buồn ngủ nằm ngủ. Rồi bây giờ gắn ba con gắn hiền đó, giờ nó hết, giờ còn gắn độc không? Bữa đó nhà bạn chú ông đó. Ông đó hả? Ông, cái ông bị gắn hổng hết luôn hả ông Tư? Hết rồi. Mấy cái gà đi cúng chùa cho nên không có lên. Hút hút đi. Như ba cái ngải tượng đen đầu dưới ngải đen đầu này kia là mình ăn mình trị bệnh vào lúc đó thôi chứ nhưng mà tới số cũng chết ông Tư chứ đâu cả số được. Số được. Dạ. Nó ăn tường thọ tường đầu tường thọ mấy ông vua đâu chết. Dạ. Hồi đời vua chúa trước vua ngải làm gì chứ. Dạ. Cũng như cho đậu tiền tiếp đồng vậy. Có ngải đen thì nó trị bệnh mình trong giây phút đó cho nó khỏe lại thôi hả ông Tư? Còn tượng gặp ăn hết ăn sức mạnh lắm. Dạ, cho có sức mạnh. Chứ đâu có cải người ta cái số được. Cải số tử được. Dạ. Bây giờ kiếm củ nhỏ lóng tay không ra thì đó đầu mình biết riêng đầu mình qua nó mua nó cắt một cặp vàng bự. Yeah. Cặp vàng dài dương dài gì một thằng thái người ba thằng
đầu tiên nó nói ấy kiếm 1 ký ngải rồi nó đổi 25 ký vàng. Ký ngải đổi 25 ký vàng. Riết nó nói ông kiếm 1 củ cũng đổi 25 ký. Bị gì không? Không có. Tao lội một cái để từ đây xuống tới Cà Mau, đi lên Sài Gòn cái xuống cặp mấy biển đi vòng chùa Miên nào tao cũng ghé, thì không nằm. Cái nhà thiền liền thăm là người ta kêu địa liền đó không tư? Địa liền đó, nó tới 5 giống rồi. Cũng thăm vàng trắng. Dạ. Có cái thì tím đậm, có cái thì tím vợt. Nhưng mà nó cũng cay không tư, con có cắn rồi. Đây. Có đi buôn mơ thuộc cái thứ vàng. Vàng cũ nhỏ xíu à. Dạ. Cũ lớn vàng lên thấp. Tao moi về tao trồng một vùng nữa hết. Sau này tao bây giờ tao bỏ. Thì đó mình đi Bình Phước đó ông Tư, mình nhổ cái mấy cây ngải ở trong cái đám nhị tỳ đó. Gần cái rừng đó mà ngải đó ngải gì ông Tư? Tiền liền với ngải kia, nó kêu ngải nằm mơ, tao cũng không biết nằm mơ. Dạ. Không trọng trước. Mà ở trong đó nhiều ghê hả ông Tư? Có dịp đi ra đó đào tiền liền mới. Dạ. Tự nhiên ở trong cái nghĩa trang nó nhiều hết biển gì thì thiền liền cái lá nó trải trải đó. Dạ. Thiền liền nó cũng 5 loại, cái ngải nào nó cũng 5 thứ ta. Dạ. Nhưng mà có dùng nó dơ quế nó cái thứ tốt cũng mất chết hết. Ở bên núi Tô giữa rừng có con chòm gì nè ông Tư, nó lên thiền liền nguyên chòm đi đó, con lâu lâu con đi ngang đó con nhổ con lấy cụ nhổ lấy cụ cái con trồng lại, trồng cây lại. Sống không ông Tư? Sống trong con tiền liền mới lớn, con để trong túi mày khỏi sức dầu thông. Cụ già rụi mày để trong túi nằm ban đêm như nằm độ 8-9 giờ ăn bay mùi thơm đó, thơm phức. Dạ, con không biết. Thơm trong người con luôn, để trong túi. Dạ. Lâu lâu cái lên núi Tô cái con đi rừng á, ngang chỗ đó là con lựa cái nào mà cũ già già con nhổ, cũ non tròn trồng lại. Mà nhỏ con bẻ cũ rồi cái con trồng cây nó lại. Mà đất phân không ông Tư ơi. Lỗi gì nổi, lỗi. Lỗi nổi theo mày chiến lên kiếm 3 bông đá. Lựa cái nào có hình tướng này giống tượng bạc cái gì mình bịch vàng hay bịch bạc mình đeo. Để bữa nữa con đợi ông anh Ly ông xây làm gì trong chùa á. Xong rồi ông cho hay rồi đi nè. Ông đi không nổi đâu ông Tư ơi. Đi không nổi đâu, cô Tô lội mạnh còn lội đuối, con lội còn đuối. Ông lội trên còn lội không nổi, không chi ông đi hang đi không nổi đâu. Bị gì đi hang, ông leo rồi leo lên leo xuống chung đồ này kia khó lắm. Đi núi cấm đi đường lộ nên còn lội không nổi nên dạ. Chung hang không. Về bữa nó ông xong rồi con với ông đi vô hang nữa. Bữa hổm con đi một mình, đi với mấy ổng rồi bữa sau con đi một mình nữa. Kiếm cái đồ gì cự được về bà lớn là về cái mình để trong cái dĩa mình đút xi măng lên để đèn chót lên thờ coi. Đồ chưa nhiều cái nó quý lắm rồi. Mấy cái bông đá nó đầu hàng ngàn năm mới tượng rồi chị. Cái nước mà nhiễu kiểu đó mà dài chục năm, trăm năm nó chưa có tượng đâu ông Tư. Tượng bông đá mà nhánh y gan cái nhánh bông sen. Đẹp ghê. Mấy ông bên Campuchia thấy con quay lên á. Mấy ông lai sao giống mấy cái bông đá ở trong cái hang mà ở bên Siem Reap quá. Ở bên Campuchia có cái núi, có cái hang đó đá có giống vậy đó ông Tư. Mà bự bự không à. Mà không ai dám bẻ chứ.
nữa con đi kiếm cho ông Tư. Kiếm cho ông cá bông đó. Đọc vô rồi đàng hoàng, dao mà chém mạnh chừng nào, bén chừng nào, lục chừng đấy. Dạ. Là mấy cái đó, mấy cà tha đó không Tư? Ừ. Tao không dám cho chém. Cái thằng này thiếu quý đà lô có bên vô đóng ba chút. Dạ. Vợ thằng trung đô trưởng cũng thiếu quý, mua con cá rồi 2 ký mấy, cá lóc. Ăn gì nướng nhờ. Tao mới cạo trên thuốc ra giòn cục nhỏ hơn hột đậu xanh mình nữa. Dạ. Tao lấy tay tao giặt họng cá, tao nhét thuốc cùng bao tử. Người đổ nước đó hả? Dạ. Từ đổ trong nước lọc. Còn nhiều ít? Hết rồi hả? Còn có chút xíu rồi. Hết rồi. Còn cặn không? Còn cặn đến rồi lâu hả? Lâu rồi. Lâu lắm rồi, 2-3 năm nay rồi đó mày. Cặn không? Rồi ông nhét cái đó vô coi ruột cá lóc rồi sao ông Tư? Rồi ruột ngồi chút cái bà sắc chuối bên bà sắc chuối bằng dâu dâu đó. Dạ. Yeah. Nó đòi chém thử tụi tao không mà mình không dám. Dạ. Nhá. Cái tụi tao thằng nào cũng có viên thuốc phòng vệ ông tới 4 mấy thằng lận. Dạ. Yeah. Nó ngồi trên ghế ngồi cầm dâu dâu ruột dơ thẳng tay nó bữa ăn cá lóc. Mũi dâu dâu văng ghim mắc kẹt trong xương sọ. Nó gãy dao luôn hả ông Tư? Còn nguyên cái dao nó dính trong rượu, nó té ngang nó xỉu. Ý mà anh chém một cái rồi nó dội lên hả ông Tư? Dội văng lên ổng đứt. Ôi dồi ôi. Mà chém y như chém vô vỏ xe hơi văng ngược lại. Ôi thôi. Nữa 4-5 thằng lo kìm nó. 2-3 thằng kìm nó, 2-3 thằng gỡ lấy cái dao ra. Cái bị cái mũi dâu dâu nó có cái mũi dạ, có cái méo ở trên đó. Ừ. Dạ. Rồi chở đi bệnh viện nằm nhỏ ra quân luôn, bị thần kinh luôn. Dạ. Ra cũng chở Châu Đốc rồi đó, cái nhà hàng gì đó đối chuyện diện với Tượng Quan Thế Âm đó, ông giàu đó, ông gả con gái cho nó mời ra ra ăn đám cưới sau này hết bệnh. Yeah. Nó hết cùng ông gã con gái giàu luôn ở cái số mạng con ta. Ăn đám cưới ngoài tao đi trễ viện đãi nhà hàng chỗ đó, nhà hàng đãi đám cưới mà. Yeah. Nhà ông và vợ đó tao đi trễ rồi, nhà ta khách ta ăn hết rồi mình đi trễ rồi. Lên mình vô cổng luôn, ngựa mắt đưa cái thiệp, nó có cái thiệp nhỏ này nè. Yeah. Đưa vô cái thằng đứng cái bàn đó nó đợi. Rồi nó nói có 2 thầy trò mình nó lên. Mâm ta 10 người lên mình còn 2 thằng ăn sao hết. Yeah. Rồi nó xuống nó lấy bọc đựng đồ vô hết. Đem về. Mới lần đầu tiên rồi đó mình dòng dân quê mình biết ăn nhà hàng là cái gì. Yeah. Ôi ơi ngộ không Tư, cái viên thuốc nhét vô con cá mà chém nó dội lên không Tư? Văng ra ngoài, ra con chém vô ruột xe mình mà dòng dâu dâu. Ông thử, ông bắt tụi mình thử không mà. Dạ. Yeah. Ngậm thuốc, thằng này chém kia khứa nhẹ nhẹ, rồi ông giật dao chém cái té bò luôn. Nó dội rồi, chém vô có đụng mình không ông Tư? Sao không đụng? Đụng mà không sao. Phụ nữ nó lên một lần dao vậy, lên một lần nổi dầm luôn. Yeah. Không có đứt miếng nào đấy. Mà không đau luôn hả ông Tư? Không đau. Thằng này đứng nhá, kia nhá nhá. Lại ông nói mấy mày chém về coi sao được. Giật dao ông chém cái hình té thằng, chém cái hình té thằng. Ông mập như cái thùng phi mà giỏi, lẹ lắm đây đó. Bùa mạnh thì ghê thôi. Mạnh lắm. Lợi hại thì cái đó thuốc gồng
nó có bảy vị rồi, nhất là dây, nó kêu dây nước cá. Ở bên Tà Lợn mình mới có dây đó. Dây gì ông Tư? Dây nước cá, nó kêu dây tích chảy. Vì đi đồng là đựng quải vỏ nhỏ cái rộng đó. Đựng có mấy con đầy rộng rồi. Mấy bắt cá để lên bờ vô bứt dây đằng xỏ gánh về. Cũng mới xỏ về bằng cá không được con nào. Mặn không đứt luôn không Tư? Đánh dễ không được thì con mặn gì ạ? Chỉ có xỏ dây đó không mà gì đó hả ông Tư? Rồi nó mới đi tìm dưới cái mây, nó kêu mây lại mấy gì đó, xỏ vô nó cứng ngắt. Ồ nó ngỏ. Vậy là cái dây đó làm như nó có phép gì hả ông Tư? Dây thuốc gồng. Quyết gồng hả ông Tư? Thuốc gồng. Thuốc gồng. Đó. Nhưng mà bên Tà Lơn mới có hả ông Tư? Bên Tà Lơn mà giáp với Thái Lan. Cái đường đó, cái đường cũng còn trong vòng Nam Giang mà cái diện đó bây giờ. Nói con chạy xe du lịch tượng nay nữa ra ngoài lộ heo rừng ra bày bày cái vườn quốc gia nó bảo vệ. Nó không cho hạ cây hay gì, đường Nam Giang qua chạy qua cảng không sớm á. Ông Tư biết cái dáng của cái cây đó không ông Tư? Không biết đâu. Từ năm đó mấy thằng cưa củi đó nó có một loại nó biết. Nó kêu mây nhớt. Bị bể đỡm mà ổng xối rồi ổng tắm mà ổng uống dầu dừa thay vì nước lạnh mình đó. Dầu dừa mà ổng uống luôn hả ông Tư? Uống đó, uống thuốc gồng đó, uống dầu dừa không thay vì nước lạnh đó. Mình mà con quất chừng nửa xị nó ỉa mà cột quần không kịp. Mà ổng không sao hả ông Tư? Ổng nhậm gì nó uống thay nước lạnh mà. Còn đó ở đóng ba chút dừa chở xe đốt cát, chở dung xe đi bẻ dừa. Dừa thắng dầu. Thắng dầu cho ông uống? Thắng dầu để trong can nhà binh đó, can nó chưa đựng xăng, can mới đó. Đầy đầy mấy chục can. Ý ông uống nước lạnh không được sao ông Tư? Thì uống thuốc đó, uống mùa dầu dừa không. Ông ơi, lặn với sông lên cũng như mà không có tắm gì đó. Tới tóc mà không ướt mà. Ngộ làm như chắc dầu dừa nó không có rút nước không Tư? Không có thấm nước. Rồi cúp điện. Rồi bữa nay chịu nóng bữa nữa. Ra ngoài chứ ngồi đây chịu gì nóng. Vậy là uống thuốc gồng đó là phải uống dầu dừa không Tư? Uống dầu dừa. Cành gì vậy? Dạ, cô Công. Bước mày. Bên đó có dây cổ rộng gì ông Tư nói không Tư? Làm gì chưa hết, ông Tư coi thấy thuốc thấy ăn. Đi hỗ trợ bên Phú Quốc tiến trần này. Còn bệnh nó bò lùm. Bệnh nhiều lắm hả ông Tư? Nhiều lắm. Cái bông mày đương đứng mệt, cái bông ảnh xấu quá, càng nhỏ xíu à. Đương đi mệt rồi con thử bông, con khỏe rồi. Ôi thôn một cái bát ngát rồi. Không có dầu nước qua nào lại. Tao bước diện nụ, tao động chỗ bằng thêm kìa. Không có bông được 5-2 năm rồi tự động rủi mất. Chết hết luôn hả? Chết hết trăm. Ngộ. Kỳ lạ. Bệnh bò lùm. Mà bên Campuchia thuốc nhiều dữ lắm không Tư? Bên cổ rồng bệnh thuốc nhiều. Mà bị gì bên mình đi bệnh kiếm thuốc đâu được đâu. Cũng có tàu, nó mướn tàu đi tới bệnh. Sợ đem về không được. Kiếm bệnh nó không cho chặt hết. Cho đi qua bệnh, mỗi lần Phúc Nam mình qua tới bệnh chặt rồi. Cái gai gì đó. Một lần con chặt đầy con tàu. Con dùng cái cây 4-5 đứa mình ôm gốc, mình bò, cái muốn chết cây. Cây đó, cái dây đó cũng làm thuốc không được. Thuốc bắt nó bán mình chỉ không. Chứ cái gai gì đó.
ảnh như gai mà không phải gai, ngoài đầu ảnh méo lại, không có nói của nhà quên tôi. Còn dây cổ xẻ là dây gì không tư? Dây cổ xẻ nó cũng như dây đầu mình mà anh không có lá dây không à. Dạ. Bây giờ ảnh trổ bông. Cổ xà nó uống gì mấy cái bệnh cường dương cho đình ông mình nè. Dạ. Cổ xà, cổ rồng. Cổ rồng là ông Tư mới nói đấy không Tư? Cái đảo cổ rồng. Đảo cổ rồng. Ừ. Ý ngộ à. Xung quanh biển không, đảo nó ở giữa. Sao nó giống cổ rồng không rồi, sao người ta đặt cổ rồng không Tư? Cái tiền thiết của miếng đó nó nằm bên đất Campuchia không tôi? Đất Campuchia bỏ cả cảng công Bông Trôm đi tỉnh 20 cây số. Dạ. Giáp giới với Thái luôn. Dạ. Đó chạy qua Thái cũng tiếng mấy ngộ nữa, đò nhỏ đó, đò lớn nó chạy cấp kỳ. Dạ. Bo bo chạy chuyện tiếng ngộ. Mấy cái đảo bên Campuchia chắc hút dữ lắm hay không Tư? Hút chắc cũng làm cho dạ, bởi vì ít có ai đi biết Việt Nam mà không dám nó vô góc nằm đó. Sợ nó rụng bất tử chắc, có trái ôm không dám. Nó nhiều luôn á không Tư? Cũng nó đặt cây đặt cừ luôn. Dạ. Nhất là cây, cây cây bình linh, cây gì đó. Dạ. Anh thích đeo cây đó. Còn tao nằm trên võng dùm cắt kè bay rồi con cây út út ảnh bay bày 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 ảnh cắn lộn cắt kè bay với tụi nó bắn nào tụi nó bắn lát một đống. Yeah. Không làm gì cho hết nó bự không Tư? Cắt kè bay tiệm thuốc bắc nó mổ tải ra nó căng nó bán con mấy chục ngàn con đó. Ừ còn con cây út để cho nít khò khè rồi để uống. Đốt uống hay sao không Tư? Đốt uống để cho thần vô uống. Ừ. Hồi đó ông Tư còn đi qua bên mấy bên đảo đó còn dễ dàng, bây giờ dễ đi được không Tư? Ừ, bên Phú Quốc thì chạy ròn quá. Chạy cặp mấy biển chạy qua bến hoài. Mà bây giờ đâu có đi được đâu. Cũng còn đi mà thấy mấy con câu mực rồi. Không lên bờ nó khó khăn, ngoài biển nhiều khi gặp tụi hải quan miên nó bắt phạt. Tụi tao đi bước may vẫn nhờ dây mây dài 40-50 thước. Hồi xưa mấy anh già xưa ưa nói cái vụ mà đi bức mây động gừng phải không Tư? Mây động nhỏ ngón tay út mình nữa, mây nó thắt niềm thùng nước mắm á. Dạ. Bán cho thùng nước mắm không? Vì mây nó không ngục anh Tư, nó bền. Nó muôn thước gì 10 ngàn. Với nó dẻo như cái đó nó đường ghế ngồi du lịch ghế xếp rồi đó. Dạ. Đường đẹp lắm. Ở bên núi Tà Lơn rồi mấy ông nói mấy ông đi du lịch bến đó, đi tham quan á, ông nói thuốc nhiều dữ lắm mà không có dám hái ông Tư ơi. Mấy ông lại hái là nó bắt mình lại luôn. Phạt chết mà. Tắt ba diệt bệnh cây nào từ nãy 2-3 đứa mình ôm chót. Dạ. Biết bao nhiêu thuốc nữa. Tắt ba diệt rồi cây tùng, cây bá vậy ô. Dữ lắm, tờ ra nhiều lắm cây đó, tờ cây đó. Dạ. Dưới cây nắp ấm không Tư? Thiếu gì, làng nắp ấm thiếu gì. Dạ. Làng nắp ấm, Phú Quốc cũng còn nhắc.
cái mình xin cái ảnh dắt này nè, ảnh dở lên nè. Ông kiếm rồi người kia cho ảnh thải mùi mật, rồi ông kiếm vô bu cái ảnh đủ ăn, ảnh đậy nắp lại. Mày dở ra còn sát kiếm sát ông không, nó phải trơn luôn. Cái ngộ hết không Tư? Ừ. Mà ở chỗ có nước không Tư ơi? Mưa chắc nó có nước, mùa hạn thì chắc không có, có chất nhựa gì đó. Nó thải ra mùi thơm 11, 12 giờ ảnh dở nắp lên. Một vợ dây mất con mang không nổi luôn. Yeah. Nó bò lên mấy cây, vợ dây còn ngón tay cái. Yeah. Nó loại dây hả không Tư? Dây. Rồi bông của nó, mấy cái bông nó bấm rồi đi theo mấy cái đách 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 hả không Tư? Ừ, lá. Yeah. Lá còn hai ba ngón nên dài vậy. Yeah. Con thấy người ta quay trên mạng chứ con chưa có thấy thực tế ngoài. Thiếu gì vậy nó ương, nó bán nhất. Bán cho mình về treo chân. Nó kêu, mấy ông kêu, có ông kêu loại cây ăn thịt. Thì ăn thịt kiếm với bối mà yeah. Mũi qua loại qua ăn thịt. Có loại qua ăn thịt. Nó phùng, nó chè ra chim sâu rồi đáp vô hút mật đó. Yeah. Nó cuốn từ từ, nó bắt chim sâu. Mấy loại cây nó hồi nào giờ ông Tư cũng chưa đi núi Tà Lơn hết hả ông Tư? Chưa Tư. Có đi qua Phú Quốc thì đi ngang đó. Đi ngang không à? Ông không có lên không Tư? Không. Cái đền vua xin nó cắt giữa núi dòng chỗ đó như cái đồn, cái nền bằng gan. Yeah. Cái casino của như ông già xin nó của đó cắt đó. Nó là casino bây giờ cũng còn nữa không? Còn. Nó trang trí lại rồi cột xi măng nữa đúc bình đó bóng giáp. Yeah. Máy bay đáp trên nóc nhà được mà. Này nha. Đúc bằng gan. Giờ lính nó gác trên chỗ đó nó gác. Được đi qua mấy chỗ đó khám phá rồi yên đi. Ờ đi nó đòi chở tao đi, tao không đi. Đi qua núi Tà Lơn nó đi rừng á. Cái thằng đó nó làm tỉnh trưởng tỉnh Campuchia tỉnh. Em gái nó người hôm nay là em gái nó lại con nó đi về hôm nay đám cưới lính nằm theo đường cả tiểu đoàn. Yeah. Ôi biết chừng nào mà mình có tiền mới đi được bên đó. Bữa qua đi chơi đi với nó, mình đi với nó là xe du lịch không tỉnh trưởng nó coi như ông vua rồi. Yeah. Bữa kia nó tổng đi Thái Lan người ta bao hết trơn, có năm tốn tiền máy bay 5 triệu mấy còn không có tiền đi. Còn mình đi riêng qua núi Tà Lơn mình cũng thủ tiền nhiều không Tư? Ăn uống, ngủ nghỉ đủ thứ. Mà đi bển cũng đi một tuần á, ông đi tới đi lui thăm chỗ này chỗ kia mới yên không Tư? Chứ đi một hai ngày đi lại mất công. Tuần hai tuần con đi mấy giáp chỗ. Dạ. Này. Đi với nhà đại gia người ta đi, mình hai lúa thì đi cực lắm. Tiền đâu đi. Cuối trong lòng. Cái núi gì mà giáp với gần giáp Thái mấy ngàn tự thật. Núi Bút Cà Ri nó nằm ở Tà Keo không Tư ơi? 84.000 tự thật trên Tà Keo nữa. Con có đi lên rồi nè, có điện nè. Con có đi rồi nè, núi Bút Cà Ri ở bên tỉnh Tà Keo. Năm đó đi nhờ ông sư cả chùa Ba Xoài đi đặt tượng Phật rồi ông về ông ghé đó tham quan mới biết
Bây giờ cái núi đó đang xây chánh điện, xây năm mới năm nay xây cấp thang lên Phật ngồi đầy nhóc trên núi. Dạ dạ, nè để con đưa hình cho ông Tư coi. Tao có coi trên truyền hình nè, quay cái núi núi Bukhari. Đi lên rồi cái mình đem mua khăn lố không á, thì trở nên nhúng nước lao tượng Phật á. Nè ông Tư, nè chụp hình nè. Vòng quanh cái đồi luôn, giác cái đồi luôn. Cái núi đó tròn như núi Sam mình. Dạ dạ. Nè, giác đi đồi. Đi tới bệnh hả? Dạ, con đi hôm năm rồi. Đi với ông Sư Khả chùa Ba Sòi. Tới tháng 8 ngày ông sư sư nhỏ chùa Đà Bà đi Thái Lan, ông rủ đi mà tiền đâu đi, tiền vé máy bay 5,5 triệu. Ông cả dư bao con luôn. Ăn một chiều phải ăn, ăn uống ngủ nghỉ người ta đã bao mình, thì mình chỉ lo tiền máy bay 5,5 triệu đi về, đi ba bốn đêm ba ý bốn ngày ba đêm. Nói tiền coi vợ con nó đi cho nó biết.